Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có thoát mác thao túng tiền tệ của Mỹ trong năm tới hay không? Mới đây, nhiều hãng tin trong khu vực và quốc tế đã đồng loạt đưa tin về việc Mỹ xác định Việt Nam đã thao túng tiền tệ, đồng thời bình luận về những hậu quả và tác động đối với thị trường và thương mại song phương, cũng như dự đoán về những bước đi tiếp theo của Washington. Và hậu quả tiếp theo sẽ là gì là câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh trụ sở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Động thái này của Mỹ sẽ không dẫn đến hậu quả cụ thể ngay lập tức, song có thể sẽ làm leo thang căng thẳng với tác động tới thị trường ngắn hạn. Theo luật, chính quyền Mỹ sẽ phải đàm phán với các đối tác thương mại để giải quyết vấn đề mất cân bằng tỷ giá hối đoái. Sau một năm, Washington có thể sẽ áp dụng các hình phạt thương mại nếu quyết định gắn mác thao túng tiền tệ không được gỡ bỏ. Vì thế, các quốc gia bị xác định là nước thao túng tiền tệ sẽ phải bắt đầu có cuộc đàm phán với Mỹ và có thể có sự tham gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Nếu những lo ngại của Bộ Tài chính Mỹ không được giải quyết, Mỹ có thể áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả trừng phạt thuế quan. Một số ý kiến trong giới kinh doanh lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nhanh chóng cho tiến hành biện pháp đánh thuế. Và liệu Việt Nam có thực sự thao túng tiền tệ hay không cũng là một câu hỏi được đặt ra. Văn phòng đại diện thương mại của Mỹ vào tháng 10 vừa qua đã thiết lập quy trình điều tra có thể dẫn đến việc Mỹ áp thuế đối với hàng tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Song Phòng Thương mại Mỹ và các đại diện doanh nghiệp đã cảnh báo về những hậu quả của việc áp thuế đối với quan hệ song phương. Trong một động thái cần thiết, Bộ Tài chính Mỹ đã thiết lập các tiêu chí khách quan rõ ràng để đánh giá liệu một đối tác thương mại có thao túng tiền tệ hay không. Điều này đặc biệt quan trọng vì luật pháp Mỹ cũng trao quyền ưu tiên cho Bộ Tài chính trong những vấn đề như vậy. Và việc áp dụng các tiêu chí này đối với trường hợp của Việt Nam đặc biệt hữu ích. Trên thực tế, Việt Nam đã không vi phạm hai trong ba tiêu chí mà Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra. Tiêu chí thứ nhất bao gồm Việt Nam có thặng dư tài khoản vãng lai ít nhất 2% GDP hay không? Đây là hình ảnh ông Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cán cân tài khoản vãng lai của Việt Nam đã chuyển từ thặng dư 6,26 tỷ đô la trong quý 3 năm 2019 sang thâm hụt 323 triệu đô la trong quý 2 năm 2020. Đây là theo số liệu thu thập mới nhất. Nếu Việt Nam thực sự có hành vi đánh giá thấp đồng nội tệ, điều đó sẽ theo hướng ngược lại. Sự thay đổi tài khoản vãng lai của Việt Nam theo hướng thâm hụt không có gì đáng ngạc nhiên. Kinh tế phát triển nhanh và Việt Nam tiếp tục nhận dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI khổng lồ, một phần do Mỹ áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và nỗ lực chuyển đổi chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Dòng vốn FDI được coi là thặng dư tài khoản vốn trong cán cân thanh toán quốc gia, là hình ảnh phản chiếu thâm hụt tài khoản vãng lai của quốc gia. Tóm lại, Việt Nam không vi phạm tiêu chí về tài khoản vãng lai vì tài khoản vãng lai của Việt Nam bị thâm hụt chứ không phải thặng dư. Tiêu chí thứ hai là mua dòng ngoại tệ với tổng giá trị ít nhất bằng 2% GDP trong 2 tháng 12 tháng. Đối với tiêu chí trên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt 84,1 tỷ đô la vào tháng 7 năm 2019. Đây là số liệu mới nhất, tăng 3 tỷ đô la từ mức 81,1 tỷ đô la của tháng 1 năm 2019. Mức này thấp hơn 0,9% GDP của Việt Nam mà IMF ước tính sẽ đạt khoảng 340 tỷ đô la trong năm 2020. Mặc dù những dữ liệu này không phải là của cả năm 2020, song báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ vào hồi tháng 1 cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã truyền đạt một cách đáng tin cậy với Bộ Tài chính Mỹ rằng mua dòng ngoại hối là 0,8% GDP trong 4 tháng quý tính đến tháng 6 năm 2019. Đây là hình ảnh báo chí trong nước đồng loạt công bố Việt Nam triệt phá đường dây chuyển gần 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài tương đương với 1,2 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ thêm dữ liệu của IMF và báo cáo vào hồi tháng 1 cho thấy Việt Nam không vượt ngưỡng mà bộ này đặt ra liên quan đến mua dòng ngoại tệ. Tóm lại, quỹ đạo mua dòng ngoại tệ của Việt Nam trong nửa đầu năm 2020 không vi phạm tiêu chí của Bộ Tài chính Mỹ về các hành vi tiền tệ không công bằng dẫn đến đồng tiền bị định giá thấp. Tiêu chí thứ ba, có thặng dư thương mại song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la trong
12 tháng. Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đối với Việt Nam là 54,5 tỷ đô la vào năm 2019 và tiếp tục tăng lên vào năm 2020. Dù các nhà kinh tế đều cho rằng cán cân thương mại là thước đo không chính xác để đánh giá lợi ích thương mại trong một mối quan hệ, song rõ ràng Việt Nam đã vi phạm tiêu chí này của Bộ Tài chính Mỹ. Dẫu vậy, sự gia tăng thâm hụt thương mại của Mỹ-Việt Nam ở mức độ lớn là kết quả trực tiếp của việc Mỹ áp thuế đối với hơn 350 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Thật vậy, nhiều công ty đã chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang các nước khác, trong đó có Việt Nam, để né tránh các mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 11 vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien khuyến nghị Việt Nam mua thêm hàng hóa của Mỹ như khí đốt tự nhiên, hóa lỏng và thiết bị quân sự để tránh phải chịu thuế trừng phạt của Mỹ. Và Trung Quốc đã thoát mắc thao túng tiền tệ như thế nào? Đây là hình ảnh ông Steven Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ. Trung Quốc cũng bị Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Mnuchin gắn mác thao túng tiền tệ vào tháng 8 năm 2019, khi mà căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lên đến đỉnh điểm. Giống như giai đoạn 1992-1994, nhưng đã được trắng án vào tháng 1 năm 2020, tức là 2 ngày trước khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ký kết một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Trung Quốc là cái gai trong mắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là đối tượng bị Bộ Tài chính Mỹ nhắm đến lâu nay vì cách nước này quản lý đồng nhân dân tệ. Trung Quốc nhiều lần thoát khỏi nhãn thao túng tiền tệ là nhờ sức mạnh kinh tế và chiến lược. Lý do là liên tiếp các chính quyền của Mỹ muốn can dự vào Trung Quốc và thúc đẩy nước này đi theo con đường cải cách thay vì đối đầu. Lần này, Trung Quốc vẫn không bị gắn mác thao túng tiền tệ, dù vẫn có tên trong danh sách 10 đối tác thương mại của Mỹ bị đưa vào danh sách giám sát về tiền tệ. Dù Trung Quốc chỉ đáp ứng một trong ba tiêu chí để có thể bị xác định là nước thao túng tiền tệ, song Mỹ vẫn khuyến cáo như sau. Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi Trung Quốc cải thiện tính minh bạch đối với việc quản lý tỷ giá hối đoái của họ, đặc biệt là liên quan đến việc can thiệp ngoại hối chính thức. Việc Mỹ ân xá cho Trung Quốc có thể là có tác dụng khuyến khích các nhà đầu tư quốc tế đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu của Trung Quốc, vốn mang lại lợi suất cao hơn hầu hết các thị trường tương đương. Ngoài ra, việc Trung Quốc thoát mắc thao túng tiền tệ lần này có thể giúp các nhà đầu tư Mỹ tự tin hơn trong việc mua các tài sản có lợi suất cao của Trung Quốc. Và liệu tình thế có tuyệt vọng đối với Việt Nam hay không cũng là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội vào hồi ngày 27 tháng 2 năm 2019. Về mặt nào đó, Việt Nam có lẽ đã quá thành công trong việc mở cửa nền kinh tế. Các nhà lãnh đạo Việt Nam chủ yếu học tập mô hình của Trung Quốc, mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất, tạo ra những thứ rẻ tiền cho thị trường Mỹ và cải thiện đời sống của người dân. Trong quá trình này, thặng dư thương mại với Mỹ đã tăng lên đáng kể. Dù có quan hệ thân tình với Washington, Việt Nam cũng giống Trung Quốc ở nhiều mặt. Tuy vậy, Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc rất nhiều và Việt Nam cũng là nước quan trọng mà Mỹ cần giữ quan hệ thân thiết trong khi tìm cách kiềm chế một Trung Quốc ngày càng quyết đoán ở Biển Đông. Nếu Việt Nam cảm thấy quá tệ thì cần xem xét lại. Bộ Tài chính Mỹ cũng đang theo dõi những nước nào tiếp tục thao túng tiền tệ. Ngoài Trung Quốc còn có Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italy, Singapore, Malaysia và mới nhất là Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ đã được thêm vào danh sách cần theo dõi. Do vậy, đây không phải là ngày tận thế đối với Việt Nam. Và chính quyền tới đây của ông Biden có thể làm được gì? Cho đến nay, chính quyền của ông Biden chưa thể hiện rõ liệu có tiếp tục chiến dịch gây sức ép của mình như chính quyền của Tổng thống Donald Trump với Việt Nam hay không. Tuy nhiên, nhiều liên đoàn lao động và đảng viên dân chủ tiến bộ đã ủng hộ việc áp dụng các biện pháp thương mại cứng rắn hơn đối với các quốc gia cố tình giảm giá đồng tiền của mình để tạo lợi thế thương mại. Việc giữ nguyên hay bãi bỏ quyết định gắn mác thao túng tiền tệ sẽ tùy thuộc vào quyết định tiếp theo của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc Washington nhanh chóng gỡ bỏ mác thao túng tiền tệ với Trung Quốc chỉ vài tháng sau khi xác định Bắc Kinh là kẻ thao túng tiền tệ vào tháng 8 năm 2019, ngay trước khi ký thỏa thuận thương mại song phương vào tháng 1 năm 2020, cho thấy động thái gắn mác của chính quyền Donald Trump chủ yếu mang tính chất chính trị. Như vậy, hoàn toàn có khả năng chính quyền của Mỹ có thể ra một báo cáo khác cho trường hợp của Việt Nam vào năm tới. Đây là hình ảnh bà Yellen, người được Tổng thống đắc cử
Biden đề cử làm Bộ trưởng Bộ Tài chính trong thời gian tới. Bila Hafiz, giám đốc điều hành của Marco Hive và là cựu giám đốc điều chiến lược của Nomura Inc. cho biết, tôi không nghĩ là Yellen, người được Tổng thống đắc cử Biden đề cử làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, sẽ quá lớn tiếng về khía cạnh chính sách tiền tệ. Theo hãng truyền thông Nike của Nhật Bản, kết luận trong báo cáo nửa năm của Bộ Tài chính Mỹ đã được nhiều nhà phân tích ngoại hối đã dự đoán từ trước tới nay, song vấn đề này chưa được đưa ra thảo luận với chính quyền sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có thể có sự chuyển tiếp cho ông Biden tới đây. Ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Yellen có thể sẽ chỉnh sửa những phát hiện bên trong các báo cáo tiền tệ đầu tiên của bà, dự kiến sẽ được công bố vào tháng 4 năm 2021. Một quan chức Mỹ tiếp tục khẳng định như sau. Chính quyền Biden không liên quan đến việc này. Đây là quyết định của chính quyền Donald Trump. Win Ting, người đứng đầu Bộ phận Chiến lược Tiền tệ tại ngân hàng lâu đời BBH ở New York, cho biết rằng báo cáo này đã hoàn toàn bị chính trị hóa dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nhấn mạnh tiếp như sau. Mọi động thái của Bộ trưởng Tài chính đương nhiệm đều có thể dễ dàng bị đảo ngược khi Bộ trưởng Tài chính mới nhậm chức. Nhiều ý kiến của giới phân tích cho rằng việc Bộ Tài chính Mỹ gắn mác một số nền kinh tế là thao túng tiền tệ nằm trong ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi rời nhiệm sở trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán làm gia tăng thâm hụt của Mỹ đối với các đối tác thương mại. Và dù là Tổng thống đắc cử Biden được cho là sẽ bớt nghiêm trọng hơn trong các vấn đề thương mại, song chính quyền mới của Nhà Trắng có thể sẽ rơi vào thế khó chính trị nếu ngay lập tức dừng có cuộc điều tra về thao túng tiền tệ, di sản của chính quyền hiện tại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 với bản tin Việt Nam có thoát mắc thao túng tiền tệ của Mỹ trong năm tới hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.